thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tại Hà Nội. Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế thông báo 2 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại thành phố Hà Nội, cụ thể như sau. Trường hợp thứ nhất, nam 27 tuổi, cư trú tại 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Trường hợp này là lái xe của trường hợp bệnh đã được xác định nhiễm COVID-19 đầu tiên của Hà Nội, có tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Đã lái xe đón trường hợp mắc bệnh đầu tiên từ sân bay Nội Bài về nhà, đưa bệnh nhân đi khám bệnh tại các bệnh viện. Ngày 6 tháng 3 năm 2020, người này có biểu hiện mệt mỏi, ho, tự mua thuốc uống. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, xác định tăng nhân và kết quả xét nghiệm ngày 7 tháng 3 năm 2020 dương tính với virus COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR. Trường hợp thứ hai, nữ 64 tuổi, cư trú tại số 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trường hợp này là bác ruột của trường hợp bệnh đã được xác định nhiễm COVID-19 đầu tiên của Hà Nội và có tiếp xúc gần người mắc bệnh. Người này đã chăm sóc hàng ngày cho bệnh nhân và cùng với lái xe là trường hợp thứ nhất đưa bệnh nhân đi khám bệnh tại bệnh viện. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm xác định tác nhân và kết quả xét nghiệm ngày 7 tháng 3 năm 2020 dương tính với virus COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR. Đây là trường hợp bệnh COVID-19 thứ hai và là thứ ba của Hà Nội và là các trường hợp có lây nhiễm từ trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại địa phương, là trường hợp bệnh thứ 19 và 20 của Việt Nam. Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã triển khai các hoạt động. 1. Tổ chức họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội. Họp văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng của Bộ Y tế đánh giá tình hình dịch và đề xuất các biện pháp đáp ứng. 2. Tổ chức điều tra người tiếp xúc, xử lý ổ dịch, xử lý khử khuẩn môi trường trong khu phố nơi bệnh nhân cư trú, cách ly triệt để và theo dõi sát tình hình sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc gần với người bệnh. 3. Tổ chức thu dung, cách ly nghiêm ngặt và điều trị, quản lý kịp thời bệnh nhân, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng lây nhiễm cho cán bộ y tế và người chăm sóc trường hợp bệnh, theo dõi tình hình sức khỏe của cán bộ y tế và người chăm sóc bệnh nhân theo quy định của Bộ Y tế. 4. Truyền thông tại khu vực ổ dịch về các biện pháp chủ động phòng bệnh, các khuyến cáo của ngành y tế và các biện pháp phòng chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố. 5. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức điều tra mở rộng, cách ly và theo dõi sức khỏe tất cả các trường hợp, người tiếp xúc với trường hợp bệnh, các trường hợp tiếp xúc với những người tiếp xúc gần, những người đi cùng chuyến bay, các hộ gia đình gần nơi cư trú. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.